Chào mừng các bạn đến với Blue Moon Tarot, mình là Yên Du và chủ đề trải bài ngày hôm nay đó là công việc và môi trường làm việc nào thì phù hợp với bạn, với những cái ưu thế cũng như là những cái bài học mà bạn cần học trong cuộc sống này. Thì đây là một cái chủ đề mà ngày xưa mình đã từng làm rồi nhưng mà không biết vì lý do gì á, thì rất là nhiều bạn báo với mình đó là các bạn không không xem được cái video đó. Ok, thì như mọi khi ha, ở đây mình làm 4 tụ bài, tụ số 1, tụ số 2, tụ số 3 và tụ số 4. Các bạn có thể chọn theo tụ bài hoặc là các bạn có thể chọn theo những cái hình ảnh ở đây. Đây là 4 cái miếng lót ly của mình, mai lan cúc trúc. Ở tụ số 1 là miếng lót ly hoa mai. Mai nha. Tụ số 2 là miếng lót ly hoa lan. Và ở tụ số 3 là hoa cúc. Tụ số 4 là trúc. Ok. Mai lan cúc trúc 1 2 3 4. Tùy bạn ha, bạn thích chọn tụ bài không cũng được, bạn thích chọn theo cái hình ảnh của các loài hoa hay là cái cây ở đây cũng được. Và hãy nhớ nha, vì đây là video trải bài chung cho nên là thông điệp nó sẽ mang năng lượng của tập thể, cho nên là các bạn hãy đón nhận thông điệp một cách chọn lọc và cởi mở nha. Đón nhận những gì liên quan đến câu chuyện và tình huống của mình và bỏ qua những gì không liên quan. Và nếu mà các bạn không thể chọn được tụ bài nào hết thì các bạn có thể nghe hết cả 4 tụ bài để xem là có thông điệp nào dành cho mình hay không. Và ở đây á, mình không có khẳng định là các bạn chỉ phù hợp với một cái ngành nghề nào đó. Ở đây mình chỉ xem là một trong những cái đặc điểm hay là một trong những cái thế mạnh, cái bài học mà các bạn sẽ cần phát huy hoặc là cần học trong cái hành trình sự nghiệp của mình, và từ đó thì nó sẽ phóng chiếu ra là cái công việc và cái môi trường nào là phù hợp với các bạn nhất dựa theo cái năng lượng mình thấy ở trong trải bài này. Và như mình vẫn hay nói, các bạn sẽ có cái tự do ý chí để mà có thể tự lựa chọn con đường dành cho mình ha. Và ở đây cái trải bài này chỉ mang cái thông tin là gợi ý cho các bạn và cho các bạn cái cảm hứng nào đó để mà có thể nhìn nhận rõ hơn về cái con đường của mình sắp tới như vậy ha. Và sau khi các bạn chọn xong tụ bài thì các bạn có thể xuống phần comment hoặc là phần mô tả video để xem các mốc thời gian mình để ở đó và kéo nhanh đến cái tụ bài mình lựa chọn nha. Và những bạn nào có nhu cầu đặt video xem bài riêng với mình á thì các bạn sẽ thấy thông tin ở phần mô tả video nha. Ok như vậy nha, những bạn nào chưa chọn được tụ bài thì các bạn có thể dừng video lại, còn bây giờ mình sẽ bắt đầu với tụ bài số 1 nha. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 1, các bạn chọn đế lót ly hoa mai. Mình sẽ để ở đây nha. Dựng nó lên. Ok, đây là tụ số 1. Đây sẽ là những lá bài mô tả về năng lượng cũng như là những cái đặc điểm tính cách mà nó có ảnh hưởng nhiều nhất đến công việc của các bạn, cũng như là cái giá trị hay là cái lĩnh vực nào đó mà nó ảnh hưởng, tác động nhiều. Nói chung là cái năng lượng tác động nhiều nhất đến cái con đường sự nghiệp của các bạn. Thì ở đây các bạn có Mercury, Capricorn, The Second House. Từ những lá bài Tarot thì các bạn có The Saddle, Ten of Swords, King of Wands và lá Death. Mình sẽ xem ba lá Oracle này sau nha, không có đủ chỗ để. Đầu tiên á, cái năng khiếu mà mình thấy mà các bạn có thể phát huy được trong công việc á, nó được thể hiện ở cái lá Mercury này. Nó về giao tiếp, về truyền thông hoặc là về nội dung content. Có thể các bạn có cái năng khiếu trong cái việc là trao đổi thông tin với người khác, hoặc là trong khả năng viết lách, khả năng trò chuyện. Nói chung là nó hướng về cái chuyện là trao đổi thông tin và communication, tương tác với người khác qua những cái phương tiện giống như là lời nói, câu chữ, hoặc là travel ở đây cũng là cái chuyện là đi và mở rộng các mối quan hệ và tương tác với nhiều người hơn. Nói chung á, cái đặc điểm tính cách mà ảnh hưởng nhiều đến công việc của các bạn nhất á là cái sự thích tương tác với người khác qua nhiều cái công cụ khác nhau, qua những cái phương thức khác nhau. Thì các bạn có thể làm những cái hay là chọn những cái công việc mà nó có cái khả năng này, khả năng tương tác với người khác và tìm cái giá trị qua những cái tương tác đó. Thứ hai, các bạn có lá Capricorn ở đây á, đây là cái
Nó giống như là cái năng lượng xoay quanh các bạn á. Các bạn là người rất là thực tế nha, thực tế, và đôi khi nó có cái hướng là thực dụng nữa, và các bạn coi trọng nỗ lực, các bạn đề cao nỗ lực, các bạn rất là nghiêm túc trong công việc. Nó cũng khá là khớp với the second house ở đây. Đây là những cái giá trị mà các bạn coi trọng, các bạn đặt giá trị vào trong công việc rất là nhiều, và gần như là các bạn gắn liền giá trị bản thân với cái giá trị mà công việc các bạn mang lại cho thế giới này. Cho nên là đối với các bạn á, công việc là một cái phương thức để mà các bạn cho thế giới thấy cái giá trị của mình, cũng như là cho chính bản thân mình thừa nhận cái giá trị của bản thân. Nên là các bạn rất là nghiêm túc trong công việc và các bạn đòi hỏi rất là cao trong công việc. Thì với ba lá bài này mình có thể hình dung được những cái ngành như là báo chí nè, truyền thông, công nghệ thông tin, và có những cái ngành mà dạo gần đây khá là phổ biến, đó là blogger về du lịch, blogger về ẩm thực. Nói chung là các bạn có thể mang cái giá trị đến với thế giới này thông qua cách mà các bạn tương tác với thế giới, qua câu chữ, qua các bài nói chuyện, qua giọng văn, và những cái bài viết, đọc bất kỳ cái thông cái kiểu nào các bạn, thì đó là cái con đường mà các bạn có thể cân nhắc nha. Ok, tiếp theo qua tới những cái lá bài tarot ở đây, The Shadow và Ten of Shells. Đây là hai lá bài cho mình thấy cái ưu điểm của các bạn, hay là cái thế mạnh của các bạn mà các bạn đã có sẵn, thế mạnh bẩm sinh của các bạn, và các bạn chỉ cần áp dụng nó vào công việc á. Thì ở đây các bạn có The Shadow, các bạn có tham vọng, và các bạn có tham vọng rất là lớn trong công việc. Nó rất là khớp với năng lượng ở đây. Tại vì sao? Tại vì các bạn rất là nghiêm túc, các bạn thực tế, và các bạn gắn liền giá trị bản thân mình với giá trị công việc. Cho nên là không có gì ngạc nhiên khi mà các bạn rất là giàu tham vọng. Các bạn sẽ luôn muốn hướng đến chỗ cao hơn, và như vậy thì có vẻ là các bạn sẽ thích những cái môi trường, hay là các bạn sẽ phù hợp với những cái môi trường mà ở đó các bạn có thể phát huy tối đa khả năng của mình. Những cái môi trường mà nó yên ổn quá thì có vẻ là các bạn sẽ không có thích lắm, bởi vì nó thiếu cái tính thử thách, mà bạn thì lại là người rất là thích thử thách. Tại vì sao? Tại vì mỗi lần mà vượt qua cái thử thách nào đó thì cái giá trị của các bạn lại tăng lên, cái cách các bạn nhìn nhận bản thân mình nó lại tăng lên một bậc, và các bạn lại càng tự hào về bản thân của mình hơn. Và Ten of Shells ở đây cho thấy là các bạn là người cũng rất là chăm chỉ, rất là chăm chỉ. Nó giống với cái năng lượng của Capricorn ở đây, hard working, chăm chỉ và rất là nỗ lực, tham vọng. Mà những người tham vọng thường là những người mà chăm chỉ và nỗ lực nhất cho cái con đường này của mình. À, đó thì đây, thật ra đây cũng là một vài cái mô tả về các bạn, mình có thể hình dung ra các bạn là kiểu người như thế nào. Cho nên á, cái môi trường nào mà nó càng khó khăn, nó càng có nhiều thử thách á, thì nó lại càng có thể khơi dậy được cái tiềm năng của các bạn, và các bạn lại càng hứng thú với công việc này hơn. Hai lá bài này á, cho mình thấy về những điều mà các bạn cần phải khắc phục để mà có thể, nói chung là những cái bài học mà các bạn cần học, những cái điểm các bạn cần phải khắc phục để mà có thể tiến xa hơn trên cái con đường sự nghiệp của mình. Thì các bạn có King of Wands và lá Death ở đây. Đây là cái mặt trái của cái tham vọng nè. Đôi khi á, các bạn tham vọng và các bạn thực tế quá đến mức mà các bạn trở nên thực dụng, và các bạn chỉ chăm chăm tìm đến cái giá trị trong công việc. Cái giá trị ở đây là gì? Tìm đến những cái giá trị bên ngoài, giá trị vật chất như là địa vị nè, hay là thu nhập, tiền lương. Tức là các bạn đôi khi các bạn quên mất những cái giá trị bên trong, cái giá trị cốt lõi trong công việc. Đó là những cái giá trị mà nó không thể nào mà đong đếm được bằng tiền hay là bằng cái địa vị của các bạn, và các bạn quên đi cái điều này. Thì đây sẽ là cái điều mà các bạn cần phải thận trọng và tìm cách khắc phục. Đây là cái bài học lớn của các bạn mà các bạn sẽ phải học nó thông qua công việc của mình. Death ở đây là gì? Biết buông bỏ đúng lúc. Tại vì mình cảm thấy á, các bạn có cái xu hướng là đôi khi các bạn chạy theo tham vọng, chạy theo tiền tài, chạy theo vật chất, tại vì đó là những cái giá trị mà các bạn tìm kiếm trong công việc mà. Và các bạn mãi mê chạy theo nó đến mức mà các bạn quên mất cái giá trị bên trong. Cái giá trị bên trong mới là cái giá trị cốt lõi, còn tiền bạc vật chất á, có thể đến và cũng có thể đi. Nên đây sẽ là một cái bài học hay là một cái điểm mà các bạn cần phải khắc phục. Bởi vì sao? Bởi vì nếu không á, thì đến một lúc nào đó,
Tại vì các bạn chắc chắn các bạn sẽ không thể, không ai mà có thể suôn sẻ mãi trong công việc được, sẽ có những lúc thăng lúc trầm. Và khi mà các bạn cân đo giá trị của mình bằng cái giá trị vật chất á, thì khi mà những giá trị đó mất đi á, thì các bạn sẽ là những cái người mà lao đao nhất. Tại vì các bạn không biết là giá trị của mình ở đâu, các bạn sẽ cảm thấy là cái lòng tự trọng của mình, cái lòng tự tôn của mình bị sụp đổ, và từ đó các bạn rất là khó vực dậy bản thân mình. Nên lá đờ đét ở đây là cho thấy là cái lời nhắc nhở cho các bạn: cầm lên được thì buông xuống được, và phải biết dừng lại đúng lúc, phải biết cái giới hạn là ở đâu, và phải biết cân bằng giữa cái giá trị vật chất và giá trị tinh thần trong công việc. Thì đây sẽ là bài học lớn cho các bạn. Cho nên là những khi mà các bạn gặp những cái trở ngại trong công việc á, hãy nhớ đến cái điều này, bởi vì rất có thể cái trở ngại đó là cái bài kiểm tra, hoặc là làm cái lời nhắc nhở để các bạn nhìn nhận lại xem là có phải mình đang theo đuổi những cái giá trị bên ngoài hay không, và mà lại quên mất cái giá trị bên trong hay không. Một cái lưu ý cho các bạn ha. Và như vậy á, thì cái môi trường nào là phù hợp với các bạn, hay là cái môi trường nào mà có thể giúp các bạn phát huy tối đa được cái tiềm năng của mình? Các bạn có dry desert, hoang mạc, các bạn có completion, nó khá là giống năng lượng của death ở đây nha. Và các bạn có we are all connected. Mình cảm thấy á, như mình nói hồi nãy á, cái môi trường càng khó khăn á thì nó lại càng có thể gợi dậy những cái tiềm năng cho các bạn. Và mình cảm thấy các bạn cực kỳ hợp với cái năng lượng này á, thì các bạn cực kỳ hợp với những cái môi trường như là công ty khởi nghiệp. Tại vì sao? Tại vì ở đó các bạn sẽ có nhiều không gian để mà bung lụa hơn, có nhiều không gian để mà phát huy tối đa khả năng của bản thân mình hơn. Và nếu mà các bạn làm việc trong một cái công ty mà đã vào guồng rồi, và đã có những cái hệ thống ổn định rồi á, thì rất có thể là các bạn sẽ cảm thấy bị bó buộc, và các bạn sẽ cảm thấy là cái tham vọng của mình nó không được thỏa mãn. Cho nên là cái môi trường phù hợp với các bạn là môi trường nó giống như cái hoang mạc á, chưa có gì hết, chưa có gì hết, và bạn sẽ là người khai phá. Bạn rất thích hợp với cái gia, đúng là cái người mà khai phá và mở đường xây dựng cho một cái gì đó từ con số 0. Cho nên là cái việc khởi nghiệp hoặc là làm cho những cái công ty khởi nghiệp sẽ khá là phù hợp với các bạn. Và completion ở đây thì mình nói rồi, nó giống năng lượng của the death ở đây. Và mình có cảm giác đó là thật ra các bạn sẽ không có gắn bó với một cái công ty nào đó quá lâu. Tại vì khi mà nó vào cái guồng ổn định rồi thì bạn sẽ rời đi. Mình cảm giác bạn có cái xu hướng như vậy. Bạn sẽ rời đi và bạn sẽ tìm một cái môi trường nào đó mà nó lại bắt đầu nhiều thử thách hơn, và bạn lại bắt đầu được được thể hiện bản thân ở cái môi trường đó. Và tất nhiên là cái cấp độ càng ngày nó sẽ tăng lên theo cái tham vọng của bạn. Bạn là người rất là tham vọng và rất là thực tế, đến mức đôi khi thực dụng. Và cái này nó luôn có hai mặt của nó nha. We are all connected ở đây là một cái lời nhắc nhở cho các bạn. Tại vì á, như mình nói hồi nãy, đôi khi các bạn có cái xu hướng là quá để ý đến những cái giá trị bên ngoài mà quên mất giá trị bên trong, và các bạn thực tế đến mức thực dụng. Cho nên là đôi khi á, các bạn sẽ bỏ qua những cái cơ hội mà các bạn ở thời điểm đó các bạn thấy là nó không thể nào thỏa mãn được cái tham vọng của các bạn chạy theo tham vọng nhiều quá thì các bạn bỏ mất những cái đó. Nhưng mà thật ra là tất cả những cái cơ hội đến trong cuộc sống của các bạn á, tất cả những cái công ty, những cái công việc mà các bạn làm quá, nó đều có cái sợi dây gắn kết với nhau. Tất cả chúng ta đều gắn kết với nhau, và nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái gì đó nó rất là hữu ích cho hành trình của các bạn. Cho nên là đừng có vội vàng bỏ qua một cái cơ hội nào chỉ vì các bạn thấy là nó không mang đến cái giá trị vật chất như các bạn mong muốn, mà hãy xem xét cả cái giá trị tinh thần nữa. Ok, thì khá là nhiều thông tin ở đây ha. Tóm lại thì các bạn phù hợp với, mình thấy á, các bạn phù hợp với những cái ngành nghề mà nó liên quan đến truyền thông, đến cái sự tương tác, cái sự trao đổi thông tin, bất kể đó là trao đổi thông tin qua cái kiểu là viết lách, hay là qua những cái bài nói chuyện, hay là viết báo, hay là cái gì đó, thì miễn là có cái sự tương tác và trao đổi thông tin. Và các bạn sẽ phù hợp với những cái môi trường mà coi trọng nỗ lực, coi trọng thực lực và tham vọng, đánh giá cao cái tham vọng. Và điều các bạn cần lưu ý là tham vọng nó sẽ là con dao hai lưỡi. Cho nên là nếu mà các bạn quá chú trọng đến những cái tham vọng về mặt vật chất thì các bạn sẽ bỏ rơi những cái giá trị về tinh thần, nên là cần phải lưu ý về những cái điều đó. Mình sẽ rút thêm một vài thông điệp cho các bạn ha, để xem là thông điệp về công việc cho các bạn
hay là làm thế nào để mà phát huy tốt con đường sự nghiệp, hay là ra bất kể là cái hoàn cảnh hiện tại của các bạn là gì, thì đây sẽ là thông điệp dành cho các bạn để mà giúp cải thiện cái hoàn cảnh đó, hay hoặc là giúp các bạn đến gần hơn với mục tiêu của mình. Cái tôi của các bạn chọn tụ bài số 1 á khá là cao, tại vì tham vọng mà, tham vọng và thực tế thì thường đi đôi với cái tôi cá nhân rất là cao. Cho nên là hãy lưu ý là hãy biết dừng đúng lúc, biết khi nào thì nên dừng. Tham vọng đến mức cỡ nào, đến mức nào là phù hợp, tại vì cái gì quá cũng không tốt. Bạn cũng có thể làm nhà đầu tư mạo hiểm nha, rất khá là phù hợp với bạn trong cái ngành nghề này. Nói chung là những cái ngành nghề mà nó có cái mức độ cạnh tranh cao và nó có một cái mức độ thử thách từ cái chuyện là khó đoán trước đó, như là cổ phiếu nè, đầu tư mạo hiểm nè, bất động sản nè, hoặc là blogger, nếu mà nghiêng về cái hướng mà tương tác và nó tự do hơn để mà tự do khám phá thế giới thì blogger hay là nhà báo. Step out of your comfort zone, bước ra khỏi cái vòng tròn thoải mái của mình. Prosperity lies ahead. Dạo này lá này xuất hiện rất là nhiều. Ba lá bài này cho thấy điều gì? Đã đến lúc bạn cần phải xem xét lại những cái giá trị mà bạn coi trọng, tại vì có thể là bạn đang bị giới hạn trong một cái giá trị nào đó. Ví dụ nãy giờ mình vẫn nói về cái chuyện là bạn quá đề cao giá trị vật chất mà bỏ quên giá trị tinh thần, thì đó có thể là một trong những cái biểu hiện mà cho thấy là bạn đang quá nghiêng về, hay là bạn đang quá bị bó buộc, quá coi trọng đến mức là bị bó buộc trong một cái phạm vi nào đó mà bỏ qua rất là nhiều cơ hội xung quanh. Cho nên là hãy bước ra khỏi cái vòng tròn thoải mái của mình, hãy tìm kiếm những cái giá trị mà bạn bạn biết là nó phù hợp với hành trình của mình, chứ không phải là những cái giá trị mà bạn cảm thấy thích. Vì bạn sẽ thích những cái giá trị mà nó nghiêng về vật chất nhiều hơn. Mà cái hướng ở đây thì mình cảm thấy là bạn cần phải xem xét lại cái giá trị mang về tinh thần, và đặc biệt là làm thế nào để mà phát huy được, là làm cái công việc phù hợp nhất với bạn ở thời điểm này á, không hẳn là công việc mang lại cho bạn cái mức lương cao nhất hay là mang lại cho bạn cái địa vị cao nhất, mà là công việc giúp bạn có thể học được một cái gì đó, hay là có thể tiến thêm một bước nữa trên hành trình phát triển cá nhân của mình. Cho nên nó sẽ quay về với những cái giá trị bên trong nhiều hơn là giá trị bên ngoài. Thì có thể là giai đoạn này là cái giai đoạn mà các bạn cần phải cân nhắc về những cái giá trị đó và chọn cái công việc phù hợp với cái năng lượng ở đây. Ok, như vậy ha, thì đó là những cái mô tả mà mình có được cho những bạn chọn tụ bài số 1 ha, về cái năng lượng, cái đặc điểm tính cách cũng như là cái môi trường làm việc mà có vẻ phù hợp với các bạn, cũng như là cái thông điệp dành cho các bạn trong giai đoạn này nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài nha, và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác. Tạm biệt các bạn. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 2, các bạn chọn hoa lan. Hoa lan thì đây là những lá bài của các bạn nha. Đầu tiên các bạn có Uranus, Aries, The First House. Từ những lá bài Tarot thì các bạn có Five of Self, chú đom đóm, Two of Feather, Eight of Wands và Ace of Wands. Ok. Mình sẽ xem những lá bài này trước ha, rồi sau đó mình sẽ xem những lá bài Oracle sau. Đầu tiên á, ba lá bài này cho mình thấy về cái đặc điểm tính cách cũng như là cái năng lượng hoặc là cái lĩnh vực mà các có tác động nhiều đến con đường sự nghiệp các bạn. Thì đầu tiên các bạn có Uranus ở đây là cái năng lượng có một cái sự thay đổi, là những cái thay đổi mà bất ngờ và đột ngột, cái sự thức tỉnh. Thì ở đây á, mình cảm thấy là các bạn có vẻ, hay là các bạn rất là thường gặp cái hoàn cảnh là không, ở đây là các bạn thích những cái công việc mà nó có cái sự thay đổi đột ngột, tức là bạn không thích cái môi trường nào mà nó quá yên ổn, mà bạn thích cái môi trường mà nhiều sự thay đổi, và càng nhiều sự thay đổi thì bạn lại càng thích. Ở đây nó cũng cho mình một cái cảm giác về cái việc là bạn không thích những cái gì mà nó quá
nó quá quy tắc, nó quá truyền thống, mà bạn thích cái sự tự do để mà có thể mặc sức đột phá được. Và nó khá cũng hợp với cái năng lượng mà bạn có ở đây, đó là năng lượng của spontaneous, là cái năng lượng mà một chút gì đó nó hơi bốc đồng một chút xíu, rất là giàu năng lượng của lửa mà nó cũng rất là bốc đồng. Và như vậy thì nó kiểu là em mình hình dung là bạn là người đôi khi á bạn có những cái cơn bốc đồng, và khi mà bạn đã lên cái cơn đó rồi thì bạn sẽ phải thể hiện được cái năng lượng đó của mình ra ngoài, nếu không thì bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Thì với cái đặc điểm tính cách và cái năng lượng này á thì mình cảm thấy là bạn cần phải làm việc, tức là bạn phù hợp để làm việc trong những cái ngành về sáng tạo, về nghệ thuật, bởi vì đó sẽ là cái nơi mà bạn có thể phát huy được cái năng lượng bốc đồng của mình, hay là những cái sự đột phá đột ngột của mình. Và đó cũng là cái nơi mà có thể cho các bạn một cái môi trường để mà có thể phát huy cái năng lượng sáng tạo và tạo ra bất kỳ cái thay đổi nào mà bạn muốn. Nó kết hợp với cái lá The First House ở đây, bạn rất là coi trọng những cái ấn tượng mà mình để lại cho người khác, như là cái vẻ ngoài của mình, hay là do bạn rất là coi trọng những cái này, cho nên là một lần nữa về ngành nghệ thuật khá là hợp với bạn. Và cái nghệ thuật ở đây á mình cảm thấy nó không phải là những cái ngành nghệ thuật mà nó gắn liền với thực tế, mà đó là cái ngành nghệ thuật vị nghệ thuật á, chứ không phải là nghệ thuật vị nhân sinh. Vậy nghệ thuật vị nghệ thuật đây là nghệ thuật để mà thỏa mãn cái đẹp và cái sự sáng tạo của nghệ thuật, chứ không có nghĩa là nó phải được áp dụng vào thực tế. Ví dụ nếu mà làm họa sĩ thì bạn sẽ là họa sĩ đi theo cái trường phái là trừu tượng và ấn tượng, là một nhà thiết kế thời trang thì bạn sẽ chuyên là làm thiết kế ra những cái mẫu mà nó ấn tượng, chứ không phải là những cái mẫu mà áp dụng vào trong thực tế. Đó là cái kiểu nghệ thuật vị nghệ thuật mình nói đến đây, và mình cảm thấy là nó rất là phù hợp với bạn, với những cái tính cách và cái năng lượng và cái giá trị mà bạn coi trọng trong công việc như vậy. Hay những cái ngành về thiết kế thời trang, hay là nói chung là về thiết kế, về nghệ thuật, một cái nơi nào đó mà bạn có thể sử dụng cái năng lượng bộc phát này của mình. Và mình cảm thấy thật ra là bạn không phải là người giỏi tuân thủ các nguyên tắc, nhưng một lần nữa nghệ thuật lại rất là phù hợp với bạn. Còn nếu mà bắt bạn phải làm việc trong một cái môi trường giống như là một công ty mà có hệ thống lớp lang và có quá nhiều nguyên tắc á, mình cảm giác là bạn sẽ không có thích ứng được với cái môi trường đó, hoặc là người ta sẽ không thích ứng được với bạn. Thì thật ra bạn không có quan trọng lắm về cái chuyện là bạn thích ứng được hay không đâu. Bạn sẽ chỉ làm theo cái mà bạn muốn. Một cái năng lượng nó khá là cứng đầu ở đây, cứng đầu bốc đồng, và không có, đôi khi á bạn bạn bị một cái tình huống là bạn không có biết cân nhắc những cái cảm xúc của người khác. Ở đây bạn sẽ phù hợp làm việc một mình hơn là làm việc theo nhóm. Và cái năng lượng mình thấy ở đây là vậy. Bởi vì khi mà làm việc theo nhóm á, người ta sẽ không thể nào theo bạn được, tại vì nhóm sẽ có những cái quy tắc của nhóm mà bạn lại là người không thích theo cái quy tắc. Cho nên mình cảm thấy là những cái công việc mà nó mang cái màu sắc là độc lập và tự do phát huy được cái trí sáng tạo của mình, và cái gì đó nó phải đẹp nha. Cái giá trị của cái vẻ đẹp ở đây nó rất là quan trọng đối với bạn. Vẻ đẹp bề ngoài hay là cái sản phẩm mà bạn tạo ra nó cũng phải đẹp, nó rất là quan trọng, cái ấn tượng này nó rất là quan trọng đối với bạn. Ok, cho nên là bạn có thể cân nhắc những ngành về về nghệ thuật ha, nghệ thuật hay là bất kỳ ngành nghề nào đó mà bạn có thể nghĩ ra mà nó phù hợp với những cái mô tả đâu, cái ngành nghề nào đó mà nó có thể chấp nhận được cái sự bốc đồng của bạn, chấp nhận được cái sự thay đổi vào phút cuối của bạn, và vậy cũng cho bạn thỏa mãn được điều đó. Và bạn cũng có cái xu hướng, nếu mà bạn làm việc cho công ty á, thì bạn có cái xu hướng là nhảy việc rất là nhiều, vì bạn rất là mau chán. Một cái mặt trái của cái việc này là bạn rất là mau chán, cả thèm chóng chán, nên là mình thấy là bạn khó mà kiểu là làm việc lâu với một cái công ty hay là một cái môi trường nào đó mà bạn cần cái sự thay đổi liên tục. Năng lượng của bạn nó rất là dồi dào, và nó cần được tỏa ra, nó cần được thể hiện, cần được bộc phát như vậy đó. Ok, thì đó là về cái năng lượng chung của bạn ha. Hai lá bài này cho mình thấy về cái đặc điểm hay là cái ưu thế của bạn trong công việc mà có thể là bạn đang phát huy được rồi, hoặc là bạn cần phát huy thêm gì đó. Thì bạn có five of self, hope, readjustment và two feather decision direction. Thứ nhất, cái mình thấy ở đây bạn thay đổi rất là nhanh chóng, tại vì sao? Bạn là người rất là dễ thích nghi. Cái ưu điểm của bạn đó là cái mặt ưu điểm của cái việc là thích sự thay đổi, thì bù lại bạn có khả năng thích nghi rất là cao, và với mọi hoàn cảnh. Ví dụ như là người ta rất là sợ khi mà đến một cái môi trường mới, hay là làm một cái ngành nghề mới nào đó, bạn thì không sợ.
cái ưu điểm của bạn là gì? Quăng bạn vào môi trường nào bạn cũng sẽ phát huy được, cũng sẽ sống tốt. À, và bởi vì sao? Bởi vì thật ra là bạn không quá, tức là bạn không quá bị ảnh hưởng bởi những cái lề thói hay là những cái nguyên tắc nào đó, cho nên là đối với bạn á, đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, môi trường nào bạn cũng thích ứng được, thì đó là cái ưu điểm của bạn. Và bạn cũng rất là cương quyết, đây là một cái ưu điểm của cái việc bốc đồng. Bốc đồng nó sẽ về cái mặt tốt của nó là rất là cương quyết, và rất là kiểu là bạn không có thích cái sự dây dưa, bạn rất là dứt khoát. Đó là hai cái ưu điểm của bạn mà mình có thể thấy được ở đây. Và trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào á, thì bạn cũng sẽ là người tìm được cái điểm sáng, tìm được cái hy vọng trong cái hoàn cảnh đó, và từ đó có được cái cách để mà phát huy năng lực của mình, hay là năng lực của mình một cách tốt nhất. Giống như là một 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 chú đom đóm á, đêm càng tối thì lại càng phát huy được khả năng của mình, và đi đến đâu cũng có thể tỏa sáng. À, cho nên là càng những lúc khó khăn á, thì bạn lại càng phát huy được năng lực của mình. Trong cái khó đó, cái khôn là từ để mà mô tả cho bạn. Càng khó khăn thì càng phát huy tốt năng lực của bản thân mình, và càng khó khăn thì lại càng biết cách dứt khoát và hành động rất là nhanh lẹ, chứ không phải là sợ hãi hay là chần chừ. À, nên là bạn phù hợp với những cái môi trường như vậy, môi trường mà chuyển động liên tục. À, bạn có thể cân nhắc để mà làm việc trong những cái, nếu mà nghệ thuật không phải là con đường của bạn á, thì bạn có thể cân nhắc làm việc trong những cái ngành nghề mà nó có nhiều áp lực và nó đòi hỏi cái sự thích ứng nhanh, ví dụ như là tài chính. Tài chính sẽ phù hợp với bạn. Cổ phiếu á, tài chính, tại vì bạn sẽ nắm bắt được cái đó, bạn mình cảm giác là bạn bạn có thể nhìn ra được cái xu hướng vận động, và bạn cũng có thể hành động để mà thích ứng với cái xu hướng đó rất là nhanh, cho nên là nắm bắt kịp cái trend hay là cái xu hướng vận động, cái nhịp của cái cuộc sống ngoài kia, là những cái ngành như vậy khá là hợp với bạn. Đây là hai cái đặc điểm mà bạn cần phải khắc phục, hay là cái bài học mà bạn cần phải học trong cái con đường sự nghiệp ở kiếp sống này của mình. Thì các bạn có Eight of Wands và Ace of Wands. Hai cái này, cái năng lượng của bạn á, nó rất là nhiều lửa luôn á. Cái Aries ở đây là bạn có hai lá bài này cũng là về năng lượng của lửa. Ở đây cho thấy á, bạn chạy theo những cái nguyện vọng hay là những cái sự bốc đồng của mình nhiều quá, mà bạn không có dừng chân đủ lâu ở một môi trường nào đó hay là ở một công việc nào đó để mà thật sự học được những cái bài học, những cái giá trị mà môi trường nó mang lại cho bạn. Và mình cảm thấy á, cái điều mà bạn cần rất phải chú ý đó là cái năng lực của bạn á, nó giống như là một con đom đóm nè, nó rất là ngắn hạn, nó có thể phát sáng bọc trong một đêm, sau đó nó lại tắt, nó kiểu là nó không có bền, và những cái môi trường nào mà đòi hỏi cái sự bền bỉ là bạn sẽ tập ngay, bạn không đủ sức bền. Bạn giống như là người thích hợp chạy những cái cuộc đua nước rút á, cái chặng đường ngắn, chứ còn mà bắt bạn chạy marathon á là bạn sẽ tịch ngay, bạn sẽ không có đủ sức. Giống như là một chú đom đóm chỉ có thể sống được trong một cái khoảng thời gian nào đó và phát sáng rực rỡ, và sau đó lại chìm đi. Và như vậy á, thì nó sẽ rất là bất lợi cho bạn khi mà bạn không biết cách phân bổ cái năng lượng của mình. Tại vì á, cuộc sống của con người nói dài thì không dài, mà nói ngắn cũng sẽ không ngắn, mà bạn cần phải biết cách dàn trải cái năng lượng mình ra. Bạn không thể nào kiểu là trên cái hành trình sự nghiệp của mình, bạn bạn không thể nào chỉ tỏa sáng một lần rồi tắt ngúm, đúng không? Như vậy thì bạn sẽ không thể nào thành công được. Thành công là khi nào? Là khi mà bạn biết cách để mà vận dụng cái năng lượng của mình, và tạo ra là cái con đường sự nghiệp sẽ có rất là nhiều cái cột mốc nối tiếp nhau, và nếu mà bạn bạn chỉ bộc phát được cái sức mạnh của mình, tức là dồn hết sức mạnh cho một cái cột mốc này ở đây, và bạn bạn nó là bạn bạn gục ngay trên cái đoạn đầu của cái chặng đường này và không đi được tới cái đích đến của mình, không học được cái bài học sau cùng của mình. Cho nên cái điểm mà bạn cần phải khắc phục ở đây là gì? Học cách để mà dàn trải sức mạnh của mình ra, học cách để mà chia nhỏ cái năng lượng của mình ra, để mà thay vì chỉ sáng một lần rồi tắt ngấm á, thì bạn bạn phải đủ để mà tỏa sáng nhiều lần, thì nó mới nối tiếp những cái điểm sáng đó, nó mới nối tiếp nhau lên cái hành trình của bạn mà đưa bạn đến được đích đến cuối cùng. Ví dụ bạn làm trong ngành nghệ thuật đi ha, thì bạn sẽ có
cái bạn không bạn có cái xu hướng là chỉ một đêm thành là thành danh, nghĩa là bạn dồn năng lượng của mình tạo ra một cái tác phẩm rất là đột phá và bạn được nổi tiếng nhờ cái tác phẩm đó, nhưng mà rất có khả năng là sau đó bạn không có đủ khả năng để mà làm một cái tác phẩm nào khác có thể vượt qua được cái tác phẩm ban đầu mà bạn làm. Cho nên là về lâu về dài người ta sẽ quên lãng bạn. Đó đó là cái kiểu như vậy, cho nên là bạn phải biết học cách để mà tái tạo lại cái năng lượng của mình, là một chú đom đóm có thể tỏa sáng được trong nhiều đêm càng tốt, chứ không phải chỉ tỏa sáng trong một đêm là mất luôn. Đó là cái điều mà bạn cần phải khắc phục, và nó kết hợp với cái Ace of Wands, hai vấn đề hai lá này chỉ hướng về một cái năng lượng, đó là phải đi được con đường dài chứ không phải là chỉ vụt sáng như một cái sao băng rồi sau là mất biến mất trên cái bầu trời. Như vậy thì nó sẽ không có lợi cho cái hành trình sự nghiệp của bạn. Nên cái mà bạn cần học ở đây là học cách phân bổ năng lượng và học cách đôi khi phải là học cách tuân theo nguyên tắc nữa. Ở đâu cũng có nguyên tắc của nó, và nếu mà bạn bạn chỉ làm theo cái nguyên tắc riêng của mình á thì bù lại á nó sẽ tạo ra cái việc là bạn bạn sẽ không nó sẽ mâu thuẫn với cái sự thích nghi này của bạn này. Lúc đó bạn sẽ không phát huy được cái khả năng thích nghi của mình, mà bù lại bạn đang bắt những người xung quanh phải thích nghi với bạn, mà như vậy thì bạn lại càng vô tình bạn tự giới hạn cái khả năng hay là cái phạm vi hoạt động của mình. Tại vì thế giới này rất là rộng lớn và bạn không thể bắt người ta phải nghe theo bạn được. Đôi khi bạn phải học cách để mà thích ứng với thế giới này. Đó là cái năng lực mà bạn vốn có, nhưng mà đôi khi bạn bạn bị cái sự sponsor nhờ đây là cái sự bốc đồng này của mình nó làm cho bạn mất đi cái khả năng thích nghi này mà mình vốn có. Thì đó là cái điểm mà bạn cần phải cân nhắc ha, trên cái con đường sự nghiệp của mình. Ok, tiếp theo là ba lá bài để cho mình thêm cái thông điệp về cái việc là môi trường nào phù hợp với bạn, hay là làm sao để mà tìm được môi trường phù hợp với bạn. Bạn có compass, godship và follow the moon. Compass ở đây cho mình thấy là bạn cần phải nhiều phải có một cái la bàn cho riêng mình để mà không đi lạc đường. Tại vì sao? Tại vì với cái năng lượng bốc đồng của bạn á, nếu mà bạn không có vững vàng với bản thân mình thì sẽ rất nhiều lúc bạn đi lạc đường. Ví dụ hồi nãy mình có nói một ý là bạn có cái xu hướng là cả thèm chóng chán chẳng hạn, và bạn cũng có xu hướng rất là tò mò đúng không? Tại vì cả thèm chóng chán thì thích những cái mới mà, và nếu mà bạn không có vững vàng về những cái nguyên tắc của bản thân mình á thì bạn rất là dễ sa đà vào những cái như là nghiện ngập những cái mới, ví dụ nghiện rượu, nghiện thuốc. Đó là những cái cơn nghiện mà có thể mang lại cho bạn cái cảm giác thỏa mãn nhất thời, nó phù hợp với cái sự bốc đồng của bạn, phù hợp với cái điểm yếu là cả thèm chóng chán của bạn. Cho nên là bạn cần phải nắm vững cái la bàn của bản thân mình để mà cân bằng lại cái năng lượng này của mình, tìm những cái điều mới mẻ nhưng mà vẫn phải có cái gì đó giữ mình lại, chứ không thôi là bạn sẽ lạc trôi. Cho nên là bạn sẽ cần một cái môi trường nào đó nó cho bạn đủ tự do nhưng mà nó cũng phải đủ cái nguyên tắc để mà níu lại, níu cái bản tính đó rất là dễ lạc trôi của bạn lại thì nhanh. Như vậy bạn có thể cân nhắc làm việc chung với những người nguyên tắc, nghe có vẻ thì nó rất là mâu thuẫn nhưng mà thật ra như vậy thì kiểu là bù qua sớt lại thì nó sẽ tốt cho cái hành trình của bạn hơn. Godship ở đây thì nó đi với cái The First House ở đây của bạn, nhưng mình nói hồi nãy bạn rất là coi trọng cái vẻ bề ngoài và về những cái mà người ta đánh giá đến bạn, cho nên một cái mặt trái ở đây là gì, bạn rất là dễ bị tác động vào những cái tin đồn. Nếu mà bạn nghe ai đó nói cái gì đó xấu về bạn á thì bạn có cái xu hướng sẽ lồng lồng lộn lên ngay lập tức và đi phản bác ngay lập tức, tại vì bạn nóng nảy mà bạn năng lượng của lửa rất là nhiều và bạn thiếu cái sự kiềm chế, và do đó những cái tin đồn xung quanh nó lại rất là dễ ảnh hưởng đến bạn. Thì đây là một điểm mà bạn cần phải lưu ý, và đặc biệt là với cái sở thích đi, gọi là cái sở thích làm việc trong môi trường nghệ thuật của các bạn á, thì những cái gossip, những cái đánh giá, cái lời ra tiếng vào là không thể nào tránh khỏi được, cho nên là bạn phải học cách cân bằng với cái này, với cái chuyện là biết đâu là những cái lời góp ý mang tính xây dựng và đón nhận nó, và biết đâu là những cái tin đồn cần phải bác bỏ. Follow the moon nó khá giống với the compass ở đây, bạn cần phải xác định rõ những cái giá trị mà bạn đặt ra cho bản thân mình. Thật ra không ai có thể sống trong cái cuộc sống này mà hoàn toàn không có cái giá trị nào hết, mà như vậy thì bạn giống như là một cái lục bình nó lạc trôi, nó không có bắt rễ được á. Cho nên là bất kỳ ai sẽ cũng cần có những cái bộ giá trị cho riêng bản thân mình, và bạn cũng vậy. Cho nên là
Đừng có để bị những cái cuộc vui trong cuộc sống này thu hút bạn quá nhiều. Đừng có chỉ chạy theo những cái điều mới mẻ mà quên mất là giá trị mà mình muốn tìm trong công việc là gì, điều mình muốn khẳng định trong công việc là gì, mình muốn mang lại điều gì cho thế giới này. Thì đó sẽ là những cái mỏ neo của bạn, đó sẽ là cái la bàn mà giúp bạn định hướng cho cái con đường này của mình và giúp bạn không có bị lạc lối trên cái hành trình này. Cái thì đó là những cái mình thấy được ha. Ba thông điệp cho bạn nha về con đường sự nghiệp. À, thông điệp dành cho bạn lúc này. Conclusions are within reach. Surrender to the divine. Bạn có hai lá đều là full moon. Và prosperity lies. Cái lá này nó ra rất là nhiều lần trong những cái tải bài gần đây. Ok. Hai cái lá full moon á cho mình cảm giác là bạn cần phải làm việc đến nơi đến đến chốn, tại vì bạn bạn rất có cái xu hướng là đầu voi đuôi chuột. Tại vì đó là cái điều mà bạn cả về cái việc là cả thèm chóng chán của bạn á. Đôi khi á, bạn khởi đầu một cái dự án nào đó, cái chặng đường nào đó với khí thế rất là hừng hực, nhưng mà càng về sau thì bạn càng đuối, cho nên là bạn cần phải lượng sức mình, phân bổ năng năng lực. Đây là cái thông điệp dành cho bạn ở hiện tại luôn á. Và bất kể cái dự án nào mà bạn đang làm á thì bạn cần phải làm cho đến nơi đến chốn và đừng có bỏ dở nửa chừng. Và chỉ có như vậy thì bạn mới có thể là đón nhận được những cái điều tốt đẹp đang chờ đợi bạn phía trước. Cho nên là nếu mà bạn đang có ý định là nhảy việc hay là bỏ dở một cái hành trình nào đó vì cảm thấy nó chán á, thì hãy suy nghĩ lại. Hãy suy nghĩ lại, bạn cần phải hoàn tất những gì bạn đã bắt đầu. Chỉ có như vậy thì bạn mới gặt hái được kết quả trên cái hành trình này. Ok, từ đó là một cái thông điệp dành cho bạn ở hiện tại nha. Và cũng là thông điệp kết thúc trải bài cho các bạn chọn tụ bài số 2 ha. Mình hy vọng là những thông điệp ở đây sẽ giúp ích cho các bạn trên cái hành trình lựa chọn được cái nghề nghiệp hay là cái con đường sự nghiệp cũng như là cái môi trường phù hợp với mình. Và tự do nó không phải là vô nguyên tắc. Tự do có cái nguyên tắc của tự do và bạn phải tôn trọng cái nguyên tắc đó. Tự do không có nghĩa là bạn được quyền đạp đổ nguyên tắc của thế giới này, mà nếu mà bạn không tuân theo cái quy luật của vũ trụ ở đây á thì bạn sẽ rất khó để mà học được bài học của mình ở đây. Surrender to the divine. Cho nên là bạn cần phải cân bằng lại cái năng lượng này của mình. Ok, như vậy nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài và gặp lại các bạn trong những video khác nha. Bye bye. Xin chào những bạn chọn tụ bài số 3, các bạn chọn hoa cúc. Thì đây là những lá bài của các bạn nha. Đầu tiên các bạn có Saturn sao Thổ. Các bạn có Song Ngư Pisces. Các bạn có nhà số 11. Từ những lá bài tarot thì các bạn có Two of Crystals, Nine of Swords, Four of Swords và Three of Wands. Mình sẽ đọc những cái lá bài Oracle này sau nha. Đầu tiên á, ba lá bài này sẽ cho mình biết về những cái năng lượng hay là những cái đặc điểm tính cách mà ảnh hưởng hay là có tác động mạnh nhất đến con đường sự nghiệp của các bạn, đến cái cách mà các bạn lựa chọn công việc cho mình. Thì ở đây mình thấy là các bạn khá là đề cao kiến thức. Có thể là các bạn thích hợp làm những cái ngành mà liên quan đến kiến thức, đến tri thức và về về nghiên cứu, về học thuật. Ví dụ như là về giáo dục này hoặc là nghiên cứu khoa học, nói chung là các bạn cái niềm đam mê của các bạn hay là cái giá trị mà các bạn coi trọng ở đây là gì? Kiến thức của con người và cách để mà dạy học và truyền đạt kiến thức. Song ngư ở đây là mang năng lượng và compassionate và forgiving. Các bạn có vẻ cái năng lượng ở đây nó rất là dung dung hòa. Dung hòa, bạn có vẻ là người rất là dịu dàng và có rất là nhiều kiên nhẫn. Thật ra hai lá bài này cho mình cảm giác là cái ngành giáo dục rất là phù hợp với bạn. Kiểu là bạn bạn rất là kiên nhẫn trong việc là đi tìm kiến thức và truyền đạt cái kiến thức này cho những người khác. Hai cái năng lượng này cũng cho mình thấy một điều đó là đôi khi các bạn hơi thiếu thực tế. Tại vì á các bạn rất là thích sống trong cái thế giới của trí tưởng tượng của mình rất là nhiều. Là mình nhớ tới những cái ngành như là nhà văn tác giả, triết gia,
nhà nghiên cứu, các bạn rất là thích cái thế giới của những cái giả thuyết, những cái lý thuyết, và bạn bạn không thích tiếp xúc ra bên ngoài. Bởi vì sao? Bởi vì cái năng lượng mà nhẹ nhàng dịu dàng ở đây của các bạn á, nó sẽ không có thích hợp để mà, hoặc là không có thích nghi được với cái thực tế mà rất là khốc liệt ngoài kia, và bạn cũng không muốn bước vào cái thế giới đó, cho nên là bạn tìm kiếm những cái gì đó mà nó phù hợp với cái thế giới mà nhẹ nhàng, nhiều mơ mộng của mình, mang tính giả thuyết của mình. Bạn không phải là người thực tế. Bạn không phải là người quá thực tế, đừng nói tới thực dụng. The 11th house ở đây là cái khía cạnh hay là và cái giá trị mà ảnh hưởng đến công việc của bạn nhiều nhất. Thì ở đây đúng vậy, đó là những cái giá trị mà nằm sâu bên trong. Bạn là người đi tìm những cái giá trị bên trong, và đó là cái giá trị mà bạn đề cao nhất. Ví dụ như là bạn bè, là những cái mối quan hệ xã hội, những cái giá trị bên trong. Đó là những cái mà bạn bạn rất là coi trọng, và đó là cái mà bạn tìm kiếm trong công việc của mình. Giá trị tinh thần thì chính xác, giá trị tinh thần. Những cái ngành mà mình cảm thấy phù hợp với bạn như mình nói hồi nãy á, giáo viên nè, nhà văn nè, triết gia, nghiên cứu khoa học, khảo cổ, tức là đi tìm những cái giá trị đã mất, đi tìm những cái giá trị mà tiềm ẩn sau bên trong. Càng ẩn thì bạn lại càng thích đi khai quật nó lên, và bạn hướng với những cái đó. Bạn sẽ không phù hợp lắm với những cái ngành nghề mà đòi hỏi cái tính thực tế và thực dụng, ví dụ như là về kinh tế chẳng hạn, đi làm thực tế về kinh tế á, hoặc là bán hàng marketing chẳng hạn. Bạn có thể nghiên cứu về kinh tế, bởi vì sao? Bởi vì bạn rất là thích về lý thuyết, cho nên là bạn có thể làm ví dụ hay một người một một giảng viên về kinh tế, hay là người nghiên cứu về những cái kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô thì được, miễn là nó nghiêng về nghiên cứu và học thuật nó sẽ thích hợp với bạn. Còn nếu mà đi làm kinh tế theo kiểu là phải đi làm kinh doanh, tức là làm kiểu là đi 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 kinh doanh nè, hoặc là làm nhân viên bán hàng, nhân viên marketing, thì nó sẽ không phù hợp với bạn, vì bạn thích với cái môi trường, bạn thích hợp với môi trường học thuật và nghiên cứu nhiều hơn là cái môi trường lao động thực tế ở ngoài kia. Thì đó là cái hướng mà mình có thể thấy được cho bạn ha. Và dịch giả, sáng tác, khảo cổ, nghiên cứu thiên văn địa lý, đọc bài tarot cũng sẽ phù hợp với bạn, vì bạn có cái năng lực đó, bạn có cái sự cảm nhận, và bạn có cái sự kết nối với cái tri thức chung của vũ trụ, và bạn có thể sẽ có rất nhiều thứ mà tự nhiên bạn 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 biết là bạn biết, chứ bạn không biết tại sao bạn biết, thì đơn giản là bạn biết. Nó là những bạn này cũng có thể làm về tarot reader, nhưng mà nếu mà làm về tarot reader thì thật ra là bạn sẽ nó vẫn nghiêng về là nghiên cứu về chiêm tinh nè, nghiên cứu về tâm linh, về những cái đó, thì nó sẽ phù hợp với bạn hơn là cái kiểu như mình đang làm, là đi tư vấn, đi đọc bài cho người ta. Vì tại sao? Bạn sẽ không thích tương tác với người khác nhiều. Mình cảm giác như vậy. Cái năng lượng của bạn là năng lượng làm một mình, và càng cho bạn cái môi trường bạn có thể yên ổn để mà nghiên cứu, để mà viết sách, để mà trau dồi kiến thức, thì bạn lại càng thích, và bạn thích là truyền thụ kiến thức đó lại cho người khác nữa. Thì đó là những cái mà bạn có thể cân nhắc cho cái con đường lựa chọn sự nghiệp của mình ha. Tiếp theo, đây là hai lá bài cho thấy những cái ưu điểm của bạn, hay là những cái thế mạnh của bạn trong công việc. Thì bạn có Two of Crystals, đây nó mang nghĩa của balance và adaptability, sự cân bằng và sự thích nghi với cuộc sống. Không thích nghi cuộc sống thì không phải, mình cảm giác là bằng một cách nào đó bạn có thể tự tạo ra cái môi trường bình yên cho bản thân mình, bất kể là bạn ở trong cái môi trường như thế nào đi nữa. Ví dụ như là gia đình của bạn có rất nhiều thành viên và môi trường rất là ồn ào náo nhiệt bởi vì nhiều người, mà nhưng mà bạn vẫn bằng cách nào đó có thể thích nghi được với ở đó, và tự tạo cho mình một cái vòng tròn an toàn trong cái môi trường đông đúc đó. Và nó giống như là bạn bạn tự là bạn 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 tỏa ra cái năng lượng của sự yên tĩnh, và những người xung quanh á, họ sẽ không có làm phiền bạn, và bạn được ở yên trong cái môi trường đó. Thì đó là cái năng lượng của bạn, rất là ít bị tác động bởi những cái ồn ào và náo nhiệt xung quanh, mà bạn bạn rất là dễ sống trong cái thế giới riêng của mình, và tạo ra cái vòng tròn bảo vệ cái thế giới riêng đó, và tìm cái sự thoải mái cho mình bất kể là ở đâu đi nữa. Nếu mà giữa một cái sân bay rất là náo nhiệt á, thì bạn sẽ là người ngồi tĩnh lặng trong một góc để mà đọc một cái quyển sách nào đó, và những cái náo nhiệt ồn ào xung quanh nó sẽ rất khó và tác động đến bạn. Thì đó là một cái ưu điểm mà bạn có thể phát huy, tiếp tục phát huy trong cái hành trình sự nghiệp của mình. Tiếp theo là Knight of Sails.
gratitude và fulfillment, nhìn thấy được những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Bất kể là hoàn cảnh như thế nào thì bạn luôn hướng đến những cái điều tốt đẹp nhất, và bằng một cách nào đó bạn luôn nhìn thấy cái nét đẹp trong tất cả mọi thứ. Bạn tin vào cái việc là nhân chi sơ tính bản thiện, bạn tin là ai cũng có cái điểm tốt của nó, bạn tin là bất kỳ cái hoàn cảnh nào cũng có cái mặt sáng của nó, và bạn luôn là người có thể nhìn thấy những cái tia hy vọng trong đó. Thì đó là hai cái ưu điểm mà mình thấy được với bạn của bạn. Và hai cái điểm mà bạn cần phải khắc phục, hay là những cái bài học mà bạn cần phải học trong cái con đường sự nghiệp của bạn ở kiếp sống này. Four of Swords và Three of Wands. Four of Swords ở đây là cái mặt trái của cái Two of Crystal ở đây. Hồi nãy mình có nói một ý, đó là bạn có thể tự vẽ ra một cái vòng tròn an toàn cho mình, hay là cái vòng tròn thoải mái cho mình, bất kể là cái môi trường mà bạn đang làm là ở đâu. Và đôi khi cái điều đó khiến biến thành cái điểm yếu của bạn, đó là bạn không chịu bước ra khỏi vòng tròn thoải mái của mình. Bạn vạch ra một cái vòng tròn và bạn ở y trong đó, bạn từ chối bước ra để mà trải nghiệm thế giới ngoài kia. Forbesor rất là thủ thế và rất là sợ bước ra bên ngoài, bởi vì không thích và cũng không có động lực nào để mà bước ra bên ngoài. Thì cái điều này nó sẽ tạo thành cái rào cản cho bạn. Nó khá giống với cái tụ bài số 3 hồi nãy thì phải. Cũng là có một cái vòng tròn thoải mái và chỉ muốn yên ổn trong cái vòng tròn đó. Thì nó khiến bạn giới hạn cái kết quả mà bạn đạt được. Ví dụ bạn thích làm về nghiên cứu, đúng không? Ví dụ như vậy ha, bạn thích làm nghiên cứu đi. Và nếu mà bạn chỉ khoanh vùng cái phạm vi nghiên cứu của mình ở một cái khu vực rất là nhỏ nào đó, thì cái nghiên cứu của bạn nó sẽ có cái nguy cơ là không được tổng quát, không được trọn vẹn, và nó chỉ mang cái tính chủ quan của bạn. Ví dụ bạn thích viết văn, đúng không? Bạn thích làm tác giả đi, thích làm về viết văn đi. Nhưng mà nếu mà bạn không có đủ nhiều trải nghiệm sống á, thì những cái tác phẩm văn chương của bạn nó sẽ có cái nguy cơ là chỉ nằm trong một cái phạm vi nào đó, ví dụ chuyên về tình cảm hay là chuyên về trinh thám, và nó lặp đi lặp lại chỉ có bấy nhiêu thôi. Bởi vì sao? Bởi vì bạn không chịu mở rộng cái phạm vi tìm hiểu của mình ra. Và điều này sẽ càng nguy hiểm hơn nếu mà bạn làm về những cái lĩnh vực như là nghiên cứu hay là về triết học, thì bạn rất là dễ bị tập trung vào cái vòng tròn thoải mái nào đó, một cái phạm vi an toàn nào đó, và không có được cái sự bứt phá trong cái ngành nghề của mình. Cho nên là bạn hướng tới cái sự ổn định quá nhiều đến mức là không có được cái đột phá, và như vậy thì bạn vô tình giới hạn cái tiềm năng của mình. Và Three of Wands ở đây á, cho mình cảm giác là đôi khi á, bạn có cái xu hướng là chờ người khác đến giải cứu cho mình, đứng một chỗ và chờ ai đó đến để lôi mình ra khỏi cái vòng tròn thoải mái để mà kéo mình đi. Nhưng mà một lần nữa như vậy thì nó lại càng giới hạn cái tiềm năng của bạn trong công việc. Đôi khi cái tính thiếu thực tế của bạn, cái tính mơ mộng của bạn á, cái tính mà nhìn thấy những cái mặt tích cực mà không nhìn thấy được những cái mặt trái của sự việc á, nó khiến cho bạn trở nên phi thực tế và khiến cho bạn chỉ ở ì một chỗ mà không có tiến lên được, và có cái xu hướng là chờ người khác đến giải cứu cho mình. Thì bạn cần phải lưu ý về cái vấn đề này. Bạn phải là người biết là bạn cần phải đứng lên. Còn nếu mà bạn vẫn mang cái tâm thế là ở lì trong cái vòng tròn này, thì cho dù bao nhiêu người đến đi nữa thì bạn cũng sẽ không có, họ cũng sẽ không thể nào vực dậy được. Bạn phải là người có cái ý định bước ra khỏi vòng tròn thoải mái này trước, thì khi đó những người xung quanh mới có thể tiếp sức cho bạn được. Bạn cần phải đi được nửa đường thì vũ trụ mới đến và hỗ trợ cho bạn tiếp cái con đường phía trước, con đường tiếp theo được. Nên là đó là những điều mà bạn cần phải lưu ý trong cái con đường sự nghiệp của mình. Bạn nếu mà không á, thì bạn sẽ rất dễ rơi vào cái sức ì và không tìm thấy được cái lối ra, và chỉ lẩn quẩn trong một cái phạm vi rất là nhỏ hẹp. Mà như vậy thì rất là tiếc, thật sự là như vậy. Bạn không có mở rộng được cái phạm vi hoạt động của mình. Ok. Tiếp theo là những cái thông điệp hay là những cái môi trường phù hợp cho bạn, và làm thế nào để tìm được cái môi trường đó. Bạn có education, dạ. Yeah. Này mình đã nói rồi ha, cái môi trường phù hợp với bạn có thể là môi trường về nghiên cứu và mang tính học thuật, nên bạn có thể cân nhắc về cái việc đó, làm giáo viên, làm giảng viên, hoặc là học lên tiến sĩ, thạc sĩ, đi theo cái môi trường là nghiên cứu và học thuật. Insecurity, cái này nó sẽ gắn liền với cái Four of Swords ở đây, bởi vì bạn luôn cảm thấy bất an với thế giới ngoài kia, bởi vì bạn không dám đối diện với những cái nỗi sợ của mình, cho nên là bạn chỉ hướng vào những cái điều tốt đẹp. Mà như vậy thì
thế giới này đâu phải chỉ bao gồm những cái điều tốt đẹp, và thật ra đây chỉ là một cách để mà bạn né tránh những cái nỗi bất an của mình. Cho nên là thông điệp dành cho bạn là bạn cần phải đối diện với những cái insecurity, đối diện với những cái bất an, những cái nỗi lo bên trong bản thân mình, và nhìn nhận thế giới đúng như nó vốn có. Bạn có thể tiếp tục lựa chọn đi theo, là lựa chọn tin tưởng vào những cái điều tốt đẹp của thế giới, nhưng mà điều đó không có nghĩa là bạn phủ nhận cái mặt trái hay là phủ nhận những cái khó khăn, những cái điểm yếu mà bạn, mà thế giới này có, hoặc là điểm, những cái điểm mà bạn làm chưa tốt. Bạn phải nhìn nhận vào những cái đó thì bạn mới có thể tiến bộ được. Cho nên là hãy đối diện với những cái nỗi bất an, những cái lo lắng, những cái nỗi sợ của bản thân mình. Và bạn có let true become one, đây là cái sự cân bằng mà bạn cần có nè. Nó là gì? Thừa nhận thế giới này như nó vốn có, nhưng mà sau đó lựa chọn tập trung, lựa chọn tin tưởng vào điều tốt đẹp của thế giới, chứ không phải là phủ nhận cái mặt trái của thế giới này. Let true become one. Cái gì cũng có hai mặt của nó, và bạn cần phải nhận định sự việc theo đúng hai mặt đó, có trái có phải, có âm có dương, có xấu có tốt. Thì như vậy thì cái thế giới quan của bạn nó mới có thể trọn vẹn được, và như vậy thì nó mới có thể tạo ra cái sức hút của những cái tác phẩm của bạn được. Đó là cũng là một cách để mà bạn vượt ra khỏi cái vòng tròn thoải mái của mình. Thì đó, sự kết hợp cân bằng giữa lý tưởng và thực tế. Bạn không thể chỉ chạy theo lý tưởng mà quên đi thực tế ngoài kia được. Như vậy thì cuộc sống của bạn nó sẽ bị mất cân bằng. Bạn cần phải có hai chân. Hai chân của bạn phải cùng tiến lên với nhau thì bạn mới có thể đi được, đi xa lên cái hành trình này của mình được. Ok. Cuối cùng là một vài lá bài về thông điệp dành cho bạn lúc này về con đường sự nghiệp, ha, bất kể là cái hoàn cảnh hiện tại là gì, thì đây có thể là thông điệp dành cho bạn, có thể là cân nhắc để mà hỗ trợ cho bạn trên cái hành trình hiện tại. Oopsie. Bạn có what do you need to release? Cái này cho mình cảm thấy là đôi khi á, bạn đã bỏ, hoặc là ở thời điểm hiện tại á, bạn đang bỏ quên những cái năng lượng tiêu cực bên trong mình, và bạn không có đối diện với những cái năng lượng đó. Và bởi vì bạn không đối diện, không nhìn nhận cái năng lượng đó, nên là bạn cũng không biết cách giải phóng nó, và như vậy thật ra rất 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 là không tốt. Bởi vì á, những cái áp lực hay là những cái năng lượng tiêu cực nó cần phải được thừa nhận, cần phải được giải quyết, và từ đó cần được giải phóng thì bạn mới có thể đi tiếp cái hành trình này của mình. Cho nên là mình cảm thấy là bạn đang cố tình phủ nhận một cái tin không được tốt nào đó, hay là phủ nhận một cái thông điệp nào đó trong cuộc sống của mình, và nó giống như là bịt tai trộm chuông á, kiểu là không thấy thì không phiền, nhưng mà bạn không thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Cho nên là đã đến lúc bạn cần phải đối diện với thực tế ngoài kia và xử lý những cái vấn đề này, hay là giải tỏa cái năng lượng tiêu cực bên trong mình. You are good enough. Bạn đủ tốt. Đừng có quá khắt khe với bản thân mình. Tại vì ở đây mình thấy là bạn đang có cái xu hướng là cầu toàn, và đó là cái lý do mà bạn không chịu đối diện với thực tế. Bởi vì bạn sợ là một khi mà đối diện với thực tế thì bạn phải chấp nhận cái hình ảnh xấu xí của bản thân mình, chấp nhận là mình có những cái khuyết điểm. Nhưng mà thật ra thì ai mà không có khuyết điểm. Bạn vẫn đủ tốt, bạn vẫn đủ giỏi, bạn vẫn đủ khả năng. Nên là hãy chấp nhận con người mình, cả cái mặt tốt và cái mặt chưa được tốt của con người mình. Chứ đừng có chỉ nghĩ đến cái những điều tốt đẹp và phủ nhận những cái tổn thương hay là những cái điều tiêu cực bên trong. Như vậy là không ổn. Meditate and contemplate, ra bình tĩnh lại và nhìn nhận sự việc. Hình ảnh hai chú cá đây cho mình cảm giác về hai mặt, hay là hai mặt của một đồng xu. Bạn đang quá, tức là bạn đang cố tình phớt lờ những cái điều mà mình cần phải khắc phục, và đang tự lừa dối bản thân mình trong một cái hoàn cảnh nào đó. Thì bạn cần phải nhìn nhận sự việc đúng với cái bản chất của nó, và đối diện với những cái vấn đề đó, đối diện với những điều mình làm chưa tốt, lắng nghe ý kiến của những người xung quanh để mà khắc phục được những cái điểm mình làm chưa tốt ở đây, hay là đối diện với một cái sự thật nào đó mà bạn đang né tránh mấy lâu nay. Bởi vì chỉ khi mà đối diện với nó thì bạn mới có thể vượt qua nó được. Thì đó là cái thông điệp dành cho bạn lúc này ha, và cũng là thông điệp kết thúc trải bài cho các bạn chọn tụ bài số 3 ha. Và mình hy vọng là những cái thông điệp này sẽ phần nào giúp bạn có được những cái bước tiến, hay là những cái lựa chọn thích hợp trong con đường sự nghiệp của mình nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài, và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nha. Bye bye. Xin chào những bạn chọn tụ bài số 4. Các bạn chọn trúc. Đây là cái ly hình cây trúc.
Mai Lan Cúc Trúc. Ok, đây là những lá bài mà các bạn có nha. Các bạn có Vesta, Cancer, nhà số 10. Từ những bộ Tarot các bạn có Three of Icons. Các bạn có Seven of Shells, Seven of Cups và Three of Pentacles. Mình sẽ đọc những lá bài Oracle này sau nha. Ok, đây là những cái năng lượng hay là những cái đặc điểm tính cách, những cái giá trị mà có tác động đến con đường sự nghiệp của các bạn. Đầu tiên á, cái mà dễ nhận ra nhất ở đây là những bạn chọn tụ bài số 4 là những bạn có xu hướng đi theo con đường tâm linh. Vesta, the Goddess Within và Spiritual Center và năng lượng của cự giải ở đây. Hai lá bài này cho thấy là các bạn có một cái khả năng tâm linh nào đó và các bạn biết là mình có, và thật ra là những cái nghề nghiệp mà liên quan đến con đường tâm linh này sẽ là cái nghề nghiệp mà phù hợp với bạn. Con đường tâm linh ở đây không có nghĩa là các bạn phải là một tarot reader hay là các bạn phải làm về chiêm tinh, mà là cái gì? Ở đây các bạn mang năng lượng của người chữa lành nữa, cho nên là các bạn sẽ phù hợp với những cái ngành mà nó cũng mang cái tính chữa lành hoặc là những cái tính là dự báo. Tarot reader là một ngành thứ hai về tâm lý học, tức là nhà tâm lý học, bác sĩ tâm lý. Thậm chí bạn cũng có thể làm những bác sĩ mà chữa cái chấn thương về thể chất nữa, như là bác sĩ phẫu thuật chẳng hạn. Nhưng mà thật ra mình thấy cái hướng đó không có nhiều bằng cái hướng về bác sĩ tâm lý hoặc là tư vấn về tâm lý. Thì đó là những cái ngành phù hợp với bạn. Nếu mà bạn không có chọn cái ngành về tâm linh thì đó là con đường mà bạn có thể cân nhắc nha. Phát triển cái khả năng tâm linh của mình, cái năng lực tâm linh của mình. Và nó sẽ rất là phù hợp với cái hành trình này của bạn. Bạn cũng khá là có thiên phú để mà một số bạn, cái này là không nhiều, nhưng mà một số bạn sẽ có khả năng là làm việc rất là tốt với trẻ nhỏ, trẻ con. Cho nên là những cái ngành nghề mà liên quan đến trẻ con, tâm lý học đường nè, hoặc là tư vấn chăm sóc cho trẻ nhỏ, hoặc là thậm chí là giáo viên mầm non thì cũng sẽ khá là phù hợp với bạn. Cái năng lượng của người mẹ, bạn sẽ phát huy được cái năng lượng đó, hoặc là năng lượng của cái sự lắng nghe, thấu hiểu. Cho nên là tư vấn tâm lý sẽ khá là ổn. Hoặc là về những cái ngành như là coaching á, như là bây giờ người ta gọi là khai vấn và hướng nghiệp á, thì bạn hợp với cái đó. Hoặc là làm người đào tạo, huấn luyện viên để mà trợ giúp cho ai đó trên cái hành trình phát triển cá nhân của bạn. Coaching rất là hợp với bạn trên cái hành trình này, thì bạn có thể cân nhắc về những cái vấn đề này ha. Và những bạn nào mà muốn làm tarot reader mà chọn tụ bài số 4 này thì đây cũng là một cái lời động viên cho các bạn. Các bạn có thể phát huy cái đó. The Ten House ở đây cho thấy là nhà số 10, cái giá trị mà bạn muốn có được trong công việc, là cái giá trị mà ảnh hưởng nhiều đến công việc của bạn, thì bạn coi trọng thành tựu và cái địa vị xã hội. Thì đây sẽ là một cái khía cạnh thực tế trong cái con đường của các bạn. Các bạn nghiêng về tâm linh, nhưng mà các bạn không có phải là phù hợp để làm kiểu như là ẩn sĩ. Không phải các bạn không phù hợp với cái hình ảnh đó, mà các bạn sẽ là phù hợp với cái người là bước ra thế giới ngoài kia và sử dụng cái khả năng tâm linh hay là cái năng lực nào đó, năng lực về tâm lý nào đó của mình, hoặc là giác quan thứ 6 của mình, để mà có được cái địa vị trong xã hội. Đó là cái hướng của các bạn. Chứ các bạn không phù hợp với cái kiểu là về nghiên cứu tâm linh để mà kiểu là một người ẩn danh, không có màng thế sự, hay là về cái hướng là đi tu hay là đi theo cái tôn giáo nào đó, thì nó sẽ không phù hợp với các bạn. Bởi vì các bạn có cái nhu cầu được người khác biết đến, các bạn có cái nhu cầu được khẳng định bản thân mình, cho nên là các bạn sẽ có một chút thực tế trong cái tính cách hay là trong cái xu hướng lựa chọn hành trình của mình. Thì đó là điều các bạn điều mình có thể thấy được về cái thiên hướng của các bạn ha, trong con đường sự nghiệp. Nên những bạn nào chọn tụ bài số 4 mà các bạn cảm thấy cái sự giằng co giữa cái xu hướng tâm linh của mình và cái xu hướng là kiểu là muốn rời xa hồng trần, rời xa thế sự nhưng mà vẫn không làm được, thì đây là cái điều giải thích cho các bạn. Các bạn coi trọng cái địa vị, cho nên như vậy thì các bạn sẽ không thích hợp để mà lùi về phía sau. Các bạn không thích hợp làm cái người đứng sau tấm rèm, bởi vì các bạn thích được người ta thừa nhận, được người ta công nhận. Thì đó là điều mà các bạn cần phải cân nhắc khi mà lựa chọn cái con đường sự nghiệp cho mình nha. Và không phải là ai có năng lực tâm linh thì cũng phải đi làm về kiểu là tarot reader hay là về bói toán, về chiêm tinh nha. Có rất nhiều cách để mà mang cái tâm linh vào trong cuộc sống hàng ngày. Và như mình nói á, tư vấn tâm lý là một cách, bác sĩ tâm lý là một cách để mà có thể làm điều đó. Thì bạn cần phải áp dụng nhiều hơn vào trong cuộc sống của mình nha. Tự áp dụng vào trong cái hoàn cảnh của mình.
Tiếp theo đây là hai lá bài cho mình thấy những cái thế mạnh mà các bạn có thể phát huy trong công việc. Thì đây là các bạn có foresight, khả năng tiên đoán, khả năng dự đoán và khả năng nắm bắt thông tin. Các bạn rất là dễ, tức là các bạn có khả năng là dựa vào, tức là ngoại trừ cái năng lực tâm linh, những cái tiên đoán, những cái kiến thức mà tự nhiên các bạn có nhờ vào giác quan thứ sáu, thì các bạn cũng rất là dễ nắm được tâm lý của người khác và nắm bắt được những cái thông tin cốt lõi giữa rất là nhiều thông tin nhiễu khác nhau. Cái hướng tâm lý, tức là các bạn rất là nên cân nhắc về tâm lý, bởi vì các bạn rất là dễ nắm bắt được tâm lý của người khác, các bạn có thể đoán được người ta đang nghĩ gì và người ta có cái nhu cầu như thế nào và đáp ứng được những cái điều đó. Thì đó là điều các bạn cần phải thấy nha. Và Seven of Sales ở đây, Choice và Ambition, cái này nó đi với cái nhà số 10 của các bạn ở đây. Đó là các bạn có cái tham vọng, bởi vì các bạn muốn chứng tỏ cái năng lực của mình, mà cho nên là các bạn sẽ luôn cầu tiến, luôn tiến tới. Và đây là điều khiến các bạn trở nên thực tế. Các bạn sẽ không giống như những bạn chọn tụ bài số 3. Những bạn chọn tụ bài số 3 là có xu hướng là sẽ chìm vào trong cái thế giới giả tưởng của mình. Nhưng mà các bạn thì không. Các bạn có cái nhu cầu là được bước ra thế giới ngoài kia, được thực tế. Ambition và choice ở đây. Cho nên là nếu mà biết vận dụng những cái khả năng này một cách hợp lý thì các bạn sẽ có cái vị trí gọi là rất là đặc biệt trong cuộc sống, trong xã hội này. Tức là các bạn vừa có năng lực tâm linh và các bạn lại vừa biết cách áp dụng năng lực tâm linh đó để mà có được cái địa vị cho mình trong cuộc sống, trong một cái chừng mực nào đó, thì rất là mình có thể cảm thấy được là những cái thành công đang chờ, thành công lớn đang chờ các bạn phía trước, bởi vì các bạn có hai cái yếu tố mà gần như là mâu thuẫn với nhau nhưng mà nó lại là bổ trợ cho nhau rất là tốt. Nếu mà các bạn chỉ có yếu tố tâm linh mà các bạn thiếu đi yếu tố thực tế thì các bạn rất là dễ chìm vào cái cuộc sống ẩn sĩ và luôn luôn đứng đằng sau bức rèm. Nhưng mà đằng này các bạn có được cái này nữa thì rất là dễ thành công và thành đạt trong cuộc sống này. Ok, tiếp theo là hai lá bài cho mình thấy về gọi là những cái điểm mà các bạn cần phải khắc phục hay là bài học mà các bạn tìm được trong cần phải học trong thế giới này thông qua con đường sự nghiệp của mình. Các bạn có Seven of Cups, đây là hai cái trùng nhau, hai cái này đều là bảy bảy ly. Nó cho mình thấy cái gì? Đôi khi cái tham vọng của các bạn á, khiến các bạn không biết phải lựa chọn con đường nào, thì khi đó cái tham vọng nó dẫn đến cái sự cám dỗ. Càng nhiều tham vọng thì lại càng thấy thế giới này nhiều cám dỗ và do đó không chọn được con đường dành cho mình, không có tập trung mài dũa cái kỹ năng của mình được. Thì đây là mặt trái của cái việc là có hai cái yếu tố mâu thuẫn với nhau, và đây là cái hướng mà nếu mà các bạn chỉ đâm đầu đi theo cái tham vọng và đi theo cái hướng là muốn khẳng định bản thân của mình thì các bạn sẽ không có thực sự phát huy được khả năng tâm linh của mình hay là cái giác quan thứ sáu của mình, mà các bạn lại gọi là lạm dụng nó để mà kiếm lợi cho bản thân mình, và như vậy thì các bạn sẽ dễ rơi vào cái tình huống là bị rất nhiều thứ trong cái cuộc sống vật chất này cám dỗ. Thì nó vừa là cái thế mạnh mà vừa là cái ưu và cái nhược điểm của các bạn. Và các bạn có Three of Pentacles, các bạn cần phải học cách hợp tác và hỗ trợ làm việc cùng với người khác. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có như vậy thì các bạn mới biết cách áp dụng cái năng lực tâm linh của mình sao cho đem lại cái lợi ích cho những người xung quanh nữa, chứ không phải là chỉ lạm dụng hay là chỉ sử dụng cái năng lực tâm linh của mình để phục vụ cho cái ego và cái tính vị kỷ của bản thân mình. Nếu mà như vậy thì các bạn rất là dễ rơi vào cái trường hợp là một người ích kỷ và chỉ chú trọng và chạy theo cái địa vị, chạy theo những cái giá trị bên ngoài. Và như vậy thì rất là uổng phí cái năng lực mà các bạn có ở đây. Cho nên cái mà các bạn cần phải học đó là hỗ trợ cho người khác và đón nhận sự giúp đỡ của người khác, cũng như là giúp đỡ người khác nhiều hơn. Nói chung là học cách để mà hòa nhập vào cộng đồng, để mà có được cái sự liên kết với những người xung quanh mình, chứ không phải chỉ chạy theo cái tham vọng của cá nhân mình để tránh trở thành một cái người ích kỷ. Three of Pentacles, đây cũng là cái cho thấy là các bạn, tại vì biết sao không, các bạn biết sao không, các bạn rất là dễ có cái xu hướng là kiêu ngạo và tự cao tự mãn với năng lực của mình, vì các bạn có cái năng lực là nhìn thấy trước sự việc, mà dự đoán được sự việc và cảm nhận được sự việc sẽ diễn theo cái chiều hướng như thế nào, cho nên là các bạn rất là dễ nảy sinh ra cái cảm giác là tự hào một cách thái quá, là tự mãn về bản thân mình. Thì lúc đó thật là các bạn cần những người xung quanh mình để mà các bạn có thể nhìn vào đó và biết là núi cao còn có núi cao hơn, cũng như là biết cách sử dụng cái năng lực của mình sao cho có lợi nhất, phục vụ là
Đã phải học cách phục vụ người khác nữa. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn có cái năng lượng này là để phục vụ những người xung quanh, chứ không phải là có cái năng lượng này để phục vụ cho cái ego các bạn. Cái lằn ranh nó rất là mỏng manh nha, cho nên là các bạn cần phải hết sức lưu ý về cái vấn đề này. Ok, tiếp theo những lá bài Oracle sẽ cho mình biết về cái môi trường làm việc phù hợp với các bạn, hay là làm thế nào để mà tìm thấy được cái môi trường đó, sau đó là phát huy được cái năng lực của mình một cách tốt nhất. Các bạn có Rock Bottom, các bạn có Enlightenment nha. Một lần nữa, năng lực về cái kiểu là năng lực tâm linh rất là mạnh ở đây. Và Six do Destiny, chính xác. Đây là tất cả những gì mình nói nãy tới giờ. Các bạn cần phải xem xét là sứ mệnh của mình là gì, tại sao mình có được năng lực đó. Đó là những câu hỏi các bạn cần phải đặt ra cho bản thân mình đó. Tại sao các bạn có cái năng lực này, làm thế nào để mà sử dụng năng lực này để mà mang lại lợi ích cho trái đất này. Tại vì đây là cái mission của các bạn. Không phải khi không mà bạn có cái giác quan thứ sáu, không phải khi không mà bạn có cái khả năng tâm linh, không phải khi không mà các bạn có thể dễ dàng đọc được bài tarot. Bởi vì các bạn cần sử dụng cái năng lực đó để mà lan tỏa cái thông điệp đến với thế giới này. Enlightenment. Và các bạn phải không ngừng học hỏi. Cái rock bottom này cho mình thấy đó là các bạn cần phải thường xuyên nhắc nhở bản thân mình là núi cao còn có núi cao hơn. Cái mình nói ở đây, cái Three of Pentacles đây, và nó được nhấn mạnh qua cái thông điệp này nữa. Để làm gì? Để mà không ngừng học hỏi, để mà không ngừng trau dồi kiến thức. Tại vì nếu không á, thì các bạn chỉ đạt đến một cái giới hạn nào đó rồi thôi, các bạn sẽ không thể nào phát huy được toàn bộ cái năng lực và khả năng của mình. Và thật ra là cái khả năng của các bạn là vô hạn, cho nên là nếu mà các bạn chỉ bằng lòng với những cái mà mình có hiện tại, thì các bạn sẽ vô tình trói buộc bản thân mình vào cái phạm vi nào đó và không thể phát huy được tối đa cái năng lực của mình. Cho nên là các bạn cần giữ cái thái độ khiêm tốn và cái tinh thần là học hỏi và trau dồi kiến thức của mình, chứ không phải là thái độ tự mãn. Thì đó đó sẽ là cái cách để mà các bạn có thể phát huy tốt nhất cái năng lực của mình trong cái kiếp sống này. Và về cái môi trường làm việc ha, thật ra mình nhìn thấy các bạn là người gọi là làm việc như thế nào ta, một cái môi trường mà mình không biết diễn tả như thế nào nữa, bởi vì cái năng lực tâm linh ở đây nó khá là nhiều. Đối với những bạn mà chưa nhận ra năng lực tâm linh của mình đó, thì các bạn cần phải chú trọng thêm về cái hướng này ha, đối diện với bản thân mình và xem là mình có bỏ sót điều gì trong cái năng lực của bản thân hay không. Tin vào trực giác của mình nhiều hơn, enlightenment, và không ngừng học hỏi. Mình không thấy một cái môi trường hay là một cái ngành nghề quá cụ thể nào cho các bạn, nhưng ngoài những cái ngành nghề mà hồi nãy mình đã nói, hồi nãy là về và về về chiêm tinh, về liên quan tới trẻ em, hay là về tư vấn về tâm lý. Những cái mà thông điệp mình thấy ở đây là thông điệp để mà giúp các bạn có thể nhận ra và phát huy cái năng lực tâm linh của mình tốt hơn. Và sau đó các bạn phải tự 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 nhìn nhận thôi. Các bạn phải tự nhìn nhận xem là mình phải đi con đường nào. Seek your destiny. Đây là cái điều mà các bạn cần phải làm. Đây là cái mission, là cái nhiệm vụ của các bạn trong kiếp sống này. Ok, cho nên là mình sẽ không đoán trước được, và không có một cái con đường cụ thể nào cho các bạn hết, mà mỗi người mỗi khác, tùy vào cái cách mà các bạn nhìn nhận về cái năng lực, là cách mà bạn có thể đón nhận khả năng tâm linh này của mình. Ở đây mình không nói được về làm sao để tìm kiếm, mà các bạn phải tự tự tìm kiếm, tự tạo ra cái môi trường phù hợp cho mình. Ok, mình sẽ rút thêm 3 lá bài nha, để xem là thông điệp dành cho các bạn lúc này nha, về cái con đường sự nghiệp hiện tại của bạn, bất kể hoàn cảnh của bạn đang là gì, thì đây có thể là cái thông điệp mà bạn cần nghe lúc này để mà có được những cái bước tiến trên con đường sự nghiệp của mình. Thật ra đây là cái tụ mà mơ hồ nhất từ nãy tới giờ, bởi vì nó nghi liên quan về tâm linh, về trực giác, và mỗi người phải phải tự cảm nhận về cái con đường của mình. Cũng cái tụ bài số 4 này, Meditation and Contemplation, bạn đang được kêu gọi nghiêng về thiền định và tập trung, và chỉ có bạn mới có thể xác định được đâu là con đường phù hợp dành cho mình. Bring love into the situation. Bạn có hai lá New Moon ở đây nha. Attempt to release negativity. Khá nhiều bạn chọn tụ bài số 4 này đang bước vào cái giai đoạn thức tỉnh tâm linh, đang bắt đầu khám phá cái năng lực tâm linh bên trong bản thân mình. Cho nên là hãy cứ dành thời gian để khám phá cái điều đó. Và mình biết cái lý do tại sao mình không thể nhìn thấy một cái con đường cụ thể nào cho các bạn, bởi vì
Đó là cái nhiệm vụ các bạn, đó là cái mà các bạn cần phải lựa chọn khi mà các bạn đã dành đủ thời gian để mà thiền định, để mà chiêm nghiệm lại cuộc sống của mình. Và đây, it's time to release negativity. Đối với những bạn mà đang rơi vào cái trạng thái mà quá tự mãn á, hoặc là các bạn đang cảm thấy mình đang làm rất là tốt và không cần phải khắc phục điều gì nữa, thì các bạn rất cần phải xem xét lại vấn đề này. Bởi vì đôi khi đó là vì các bạn quá tự mãn vào bản thân mình mà các bạn không để ý đến những cái góp ý hay là những cái nhu cầu của những người xung quanh mình, và từ đó khiến cho các bạn nghĩ là các bạn làm tốt, nhưng mà thật ra là các bạn vẫn còn nhiều điểm cần phải khắc phục nữa. Thế nên là đừng, các bạn hãy xì bớt cái năng lực, cái hơi trong cái quả bóng bay của mình đi, để mà đáp xuống đất một xíu và hỏi những người xung quanh mình xem là mình còn điều gì cần phải khắc phục nữa, và bạn sẽ thấy là bạn còn nhiều cái để mà để mà phải tiến lên cái con đường này. Và bạn có quyền tự hào về những cái thành tựu mình có được cho thời điểm hiện tại, nhưng mà bên cạnh đó bạn vẫn phải đi hỏi cái sự góp ý của người khác. Bởi vì sao? Bởi vì núi cao còn có núi cao hơn. Bạn đang bị che mắt bởi cái sự tự mãn của bản thân mình. Đây là thông điệp dành cho một số bạn. Một số bạn là không phải là tất cả những bạn chọn tụi bài số 4 đó, nhưng mà một số bạn thì các bạn đang quá tự tin, các bạn đang quá tự cao, cho nên là các bạn đang đánh giá quá cao năng lực của mình. Các bạn cần phải hỏi thêm thông tin của những người xung quanh xem là có điểm gì bạn cần phải khắc phục hay không. Những cái góp ý, và đi tìm góp ý của những người khác và lắng nghe những cái góp ý đó, từ từ đó suy xét lại bản thân mình. Có thể là bạn 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 đang quá tự tin vào cái hành trình của mình, bạn cần phải xem xét lại. Ok, thì đó là tất cả cái thông điệp mình thấy được cho các bạn chọn tụ bài số 4 nha. Và mình hy vọng là những cái thông điệp này sẽ giúp các bạn phần nào đó đưa ra được những cái quyết định hay là những cái lựa chọn phù hợp với hành trình của mình hơn nha. Và nha, cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài nha, và hy vọng là sẽ gặp lại các bạn trong những video khác nha. Tạm biệt các bạn. Ok, đây là những bộ bài mình sử dụng trong video ngày hôm nay nha. Đầu tiên á, hai bộ bài tarot mình sử dụng ngày hôm nay là The Spirit Song Tarot, The Spirit Songs. Bộ thứ hai là The Rude Draft Tarot. Và những bộ Oracle mà mình sử dụng đó là, đầu tiên là bộ này, Astrology Reading Cards. Thì bộ này á, nó gồm 3 nhóm lá bài khác nhau, hay là những lá bài về 12 cung hoàng đạo, The Zodiac Sign, 12 cung hoàng đạo, và nhóm về các hành tinh gặp planet card, và nhóm thứ ba là về các nhà, the house, cả các nhà trong trong chiêm tinh. Ok, tiếp theo là Wisdom of Chakra Oracle. Bộ này thì khá là quen rồi ha, mình sử dụng khá là nhiều trong cái trò bài của mình. The Messenger Oracle mang thông điệp của Gaia. Enchanted Map Oracle quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Và Moonology Oracle, năng lượng của mặt trăng và các kỳ trăng, cũng là một bộ cực kỳ quen thuộc. Ok, thì đó là những bộ bài mình sử dụng ngày hôm nay nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha, và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài khác. Bye bye.